Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra khoảng vào 14 giờ ngày 23 tháng 10 tại khu vực Dốc Gai, trên quốc lộ 48 giờ thuộc địa phận xóm Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 38G7082 chưa rõ danh tính lái xe, chở đá xây dựng lưu thông trên quốc lộ 48 giờ từ thị xóm Thái Hòa lên huyện Quỳ Hợp. Khi đến địa điểm dốc Kẻ Gai thì chiếc xe bị mất lái, lao từ đỉnh dốc xuống đâm vào mốc bê tông bên trái đường cong, rồi lật quay ngang giữa đường khiến cabin bị bẹp dúm. Phát hiện sự việc, người dân đã cậy cabin cứu giúp bác tài, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, vào tháng 5 năm 2019, tại địa điểm trên cũng đã xảy ra vụ lật xe ô tô bán tải và một chiếc xe tải chở heo khiến các bác tài bị yêu thương nặng trĩu. Trong một diễn biến khác, vào khoảng 8 giờ 30 sáng sủa cùng ngày 23 tháng 10, xe tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 37G30548 chưa rõ danh tính lái xe, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Vinh, Hà Nội. Khi đi qua địa bàn xóm Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An, thì bất thần đụng phải với một cụ già 70 tuổi đi xe đạp trú ở địa phương. Vụ việc khiến nạn nhân văng vào vệ đường, bị yêu thương nặng trĩu được người dân đưa đi cấp cứu giúp ngay sau đó. Sau khi gây tai nạn, xe tải mất lái, lao thanh lịch trái đường trèo lên giải phân cách giữa làn đường làm hư hỏng phần đầu xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.